Hello, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tìm Kiếm Vlog nha cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ xào thịt bò với cần tỏi nha cả nhà. Đây, nguyên liệu của em gồm có 3 lạng thịt bò, một củ hành, một chút cần tỏi và hành, cần cần tây nha, cần tỏi, tây và hành. Và mì chính, gia vị và sẽ có một chút dầu hào. Đây cả nhà ơi, rau thì em đã rửa sạch sẽ rồi nhá. Rửa sạch sẽ rồi em sẽ thái ra này. Và đây là tỏi này. Một củ tỏi đã bóc sẵn vỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đập dập cái tỏi ra đấy mọi người. Để chuẩn bị mình chiên đấy mọi người ơi. Em đây là củ tỏi nhá, đã đập à, đã bóc vỏ hết rồi. Bây giờ em sẽ đập dập ra này. Đập dập củ tỏi ra để mình phi lên. Phi thơm lên. Thái một cái củ hành đây, hành củ đi, hành củ đi. Hành tỏi thì em sẽ thái cái phần trắng của nó, là cái phần củ của nó. Giờ thì cho một chút dầu, cho một chút dầu vào chảo cho nó già, để cho cái chảo nóng già và cái dầu rán này nó đã sôi lên rồi, thì em sẽ cho cái tỏi vào và cái củ hành này vào để em phi lên nhé, phi cho nó thật là thơm lên nhé mọi người. Phi cho nó vàng, để nó thật là vàng. Thái củ hành ra nhé. Để cho cái chảo tỏi với cả củ hành nó thật là thơm, khi mà cháy cháy nó mới thơm. Mình thích nấu ăn hàng xóm rồi cũng phải ngửi thấy. Ở với Tâm thì không lo chết đói như cả nhà ơi. Ở với Tâm Tình là không bao giờ lo chết đói nữa. Chỉ có no đủ trở lên thôi. Đấy, em sẽ cho thịt bò vào. Để đảo cho thịt bò nó tái. Hành nó vàng ươm thì nó thơm quá. Đấy. Thịt bò này là bò thăn ấy mọi người, cho nên là nó rất là mềm. Đây em sẽ cho hành tây vào. Món gì cũng có, món gì em cũng làm được hết. Để cho nó chín cái hành tây đi. Chín hết, chín cái hành tây. Hành tây là ăn rất là tốt và nó ngọt ấy. Đấy. Mình sẽ thái cần cần tỏi. Cho cần tỏi vào đó. Mình không cần thái quá ngắn ấy, thái vừa vừa như thế này để xào ấy. Đó. Sau khi mình đảo cho cái này mình thấy nó khá chín ấy. Chín rồi mình. Cái hành này nó cũng đã chín rồi. Cái hành chín rất là ngọt. Cái hành hành củ, hành tây này. Là món này nhanh mà rất dễ làm, ăn lại ngon nữa. Sau đó thì em sẽ cho rau vào nước này. Cho hết rau cần tây và tỏi rồi. Cần tỏi em sẽ cho hết rồi. Đảo đều lên. Cần tây là mình có thể ăn sống được, không cần phải cho một chút nước nào nhé mọi người nhé, không cần phải cho một chút nước nào, bởi vì bản thân là thịt này, thịt nước và thịt da này và rau này làm cho cái này nó mềm rồi,
mình phải cho nước vào đây làm gì. Đây gọi là bò xào cần tỏi nhé. Món này là bò xào cần tỏi. Trời ơi, được một đĩa to, một đĩa lớn luôn đấy nhỉ. À, bây giờ em sẽ thấy nó chín chín rồi, bây giờ em sẽ tiến hành cho vào đây này. 2 thìa dầu hào, lọ dầu hào gần hết này. Cái xào em hay cho dầu hào ấy, cho một chút xíu gia vị nhé. Đây, cho mình nửa cái thìa ăn sữa chua này. Ăn mặn nó cũng không tốt, ăn mặn nó cũng khác gì ăn ngọt này. Ăn mặn nó còn hại hơn cả ăn ngọt. Em cho một nửa thìa mì chính. Mì chính cũng không nên ăn nhiều. Đó, bây giờ là đã chín rồi đấy cả nhà. Mình chỉ có đảo đều lên cho nó ngấm gia vị vào đây. Còn là chín nó đều nhau, nó không bị chỗ mặn chỗ nhạt như thế này. Chỉ cần 3 lạng thịt bò thôi. 3 lạng thịt bò này là 72.000. 3 lạng thịt bò. 1 củ hành tây 5.000 đồng vừa cần và cần tỏi tây nữa. Một củ củ tỏi. Đây là xong rồi. Thế là đã xong cái món thịt bò xào. Bây giờ em sẽ đổ ra đĩa cho cả nhà. Sau khi chín rồi thì em tắt bếp này. Em sẽ cho ra cái đĩa. Được một đĩa đầy luôn á. Cái này cũng không béo đâu nha. Thịt bò không có mỡ đâu. Cái này ngon cơm lắm luôn này này. Đấy, nó vẫn có một chút nước đây cả nhà. Mình không cần phải đổ nước vào đây làm gì cả. Xào em hạn chế cho nước. Cái gì nó khô quá mình mới phải cho nước thôi. Còn đây là nước ở rau và ở thịt nó chảy ra. Đó. Và bây giờ sẽ tiến hành nếm thử miếng nha. Quý vị khán giả luôn yêu cầu em là Tâm ơi sao mà nấu xong rồi không thể nếm. Được một đĩa rất là to, cái đĩa này rất là to luôn đó cả nhà. Bây giờ em sẽ nếm thử một chút. Tiến hành thử nếm một chút nha mọi người. Cả nhà ơi, bây giờ em sẽ nếm một chút bò xào này, có rau này. Xem là đã vừa chưa, nó có mềm không, nó có ngon không nhá. Đấy, quý vị khán giả luôn luôn yêu cầu em là phải nếm. Ý là muốn nhìn thấy mặt ấy mà. Đúng không? Đây, mời cả nhà nha, mời quý vị khán giả nha. Bò rất là mềm. Thì bò thăn mọi người ạ, mềm. Cái hành ấy chín rất là ngọt, mà cái cần tây thì rất là thơm. Em rất thích ăn cần tây mọi người ạ. Rất thích ăn cần tây. Nhà mình cho nếm nếm như này rất là vừa rồi. Này ăn cơm luôn này, tuyệt vời ngon luôn. Xin mời quý vị. Ngon quá, phải ăn thêm một miếng nữa. Đây là thành phẩm của em nhé. Em không có bày hoa lá xung quanh ấy. Nếu mà mình thích mình có thể bày dưa chuột hay cái gì đó xung quanh cho nó đẹp. Nhưng mà em sẽ cho lên đây một chút rau mùi ta. Vậy thôi. Đã có một món rất là ngon và rất là vừa miệng rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog như cả nhà. Xin kính chúc quý vị khán giả thật là mạnh khỏe. Trời ơi, nhai còn chưa nuốt luôn. Xin cảm ơn mọi người, tạm biệt.